Rồi, các bác nhìn nhanh qua mâm này thì biết ngay đây là phiên bản nào của X4 rồi đúng không ạ? Đây là phiên bản GLX, phiên bản thấp nhất của Mitsubishi X4. Giá niêm yết của phiên bản này là 599 triệu đồng. Vào cách đây khoảng 1-2 tháng thì phiên bản này phải nói là bán rất là chạy ở trên thị trường. Cái mức thanh toán thực tế đâu đó nó chỉ rơi vào khoảng hơn 560, hơn 560 một chút thôi. Mình lăn bánh ra biển nó khoảng tầm 62, 63 đúng không ạ? Tuy nhiên thời điểm này thì các bác với cái mức tiền đấy mình vẫn hoàn toàn có thể bỏ qua GLX với một cái bộ mâm đúc này, điều hòa một vùng này đúng không ạ? Chưa có đèn bi này. Mình sang cái chiếc xe bên cạnh như này, đây là X4 Exit, đắt hơn đâu đó vào khoảng 40 triệu giá niêm yết. Tuy nhiên khi mà các bác cũng lăn bánh trong tháng 8 này, đâu đó còn khoảng chục ngày nữa, thì cái mức giá ra biển nó sẽ chỉ nhỉnh hơn bản GLX này ở thời điểm mà bán chạy nhất khoảng hơn chục triệu thôi. Tức là hiện nay cái Exit này các bác ra biển ở tỉnh địa phương như Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó nó chỉ rơi vào khoảng hơn 630 triệu, chưa đến 640 triệu, tức là rẻ hơn giá niêm yết nhé. Đó, mẫu xe đang được giảm 100% lệ phí trước bạ trừ thẳng vào giá bán. Ngoài ra thì vẫn có khuyến mại của đại lý. Tùy từng đại lý, tùy từng khu vực, màu xe thì anh chị có cái mức giá nó có thể mềm hơn, mình có thể thương lượng được ạ. Đấy, mình có thể thấy ngay nâng cấp về mâm xe này, điều hòa tự động hai vùng này, đúng không ạ? Hay là đèn bi. Thật ra thì tầm từ lúc khuyến mại 100% lệ phí trước bạ thì phải nói anh chị là mẫu xe này bán rất là tốt, và phiên bản GLX như em đã nói trong nhiều video rồi, nó thật sự là rất là khan xe đấy. Các bác đặt muốn đặt GLX thời điểm này thì chờ nhận xe cũng rất là lâu đấy, nên là đa phần các bác nên cân nhắc cố thêm một chút thôi, không nhiều, lên thẳng phiên bản Exit này nhá. Màu xe thì bên em cũng có đầy đủ màu cho các bác mua trắng, đen, xám, đỏ, vàng đấy. Ở kho đây các bác nhìn thoải mái để mình lựa chọn phiên bản và chọn màu nhé. Vay mua trả góp 80% giá trị xe từ 5 đến 8 năm. Với phiên bản Exit này thì các bác vay đâu đó vào khoảng 400 rưỡi đến gần 500, hàng tháng trả vào khoảng 8 triệu rưỡi quay đầu. Quá hợp lý cho một cuộc tình đúng không ạ? Mình mua xe này về chỉ độ thêm một chút về ghế da, là phim giải sàn mà em tặng rồi, làm thêm một chiếc cam hành trình Xiaomi thật là xịn, lắp cảm biến lùi. Nếu mà các bác có điều kiện và không muốn bỏ thêm quá nhiều gần 100 để lên bản Premium thì mình có thể thay một chiếc màn hình Android tích hợp cam 360, tích hợp Absolute, tích hợp cam hành trình Vietmap Live đúng không ạ? Rất là hợp lý thôi. Đấy, còn cái màn hình sau vô lăng thì mình hơi khó xử lý. Tuy nhiên thì cái màn 8 inch mình lên thành màn 12 giống phiên bản Bre, với cái mức giá đâu đó vào khoảng hơn 20 triệu cho một chiếc màn cam 360, cam hành trình Vietmap và Absolute là vô cùng hợp lý, đáng để mình cân nhắc và tham khảo. Cơ bản thì xe phiên bản này cũng đã được trang bị đầy đủ về an toàn rồi, chủ yếu là nó chưa có cảm biến thôi, hay cam 360 quanh xe thôi, cam lùi các thứ là các bác yên tâm đấy, đè nổ nút bấm rồi auto hold, phanh đai điện tử là có hết đấy. GLX thì ít xe quá, các bác muốn mua X4 giá đâu đó vào khoảng hơn 600 thì đây có thể nói là sự lựa chọn hợp lý nhất rồi đấy. Còn khoảng một tuần nữa để mình xuống tiền và mua phiên bản này. Hiện tại thì Mitsubishi Việt Nam cũng chưa công bố là sang tháng có giảm 100% nữa không. Anh chị có nhu cầu thì nên quyết sớm để mình hưởng toàn bộ cái ưu đãi nhé. Rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.